Xin chào bạn, vì hôm nay thì lại là một ngày cuối tuần mà mình đang có mặt ở một trung tâm thương mại. Kính chào các bạn, đây là con trai mình nha các bạn. À, anh Trớ. Đây là mẹ nó, mình là bố nó. Còn đây là hai cái bà này là máy đẻ. Đấy thì hai cái máy đẻ này thì hôm nay là bọn mình sẽ đi trung tâm thương mại. Thì hai cái máy đẻ này có đề xuất là mình với lại mẹ nó sẽ đi trông Hà Anh Trớ. Còn trong khi đó hai mẹ này là sẽ đi shopping. Mình mua áo chống nắng, đồ baby. Mình mua áo chống nắng á? Đồ baby. Nhưng Quang có cho mua áo chống nắng không? Được. Chắc không? Chắc. Quang có cho mua không? Không. Có. Có như này là gì hả? Có. Tìm mùa hè này thì mua mấy cái sản phẩm này dùng sẽ thích hơn. Em mới xem qua. Tôi chỉ tin nếu như mà thằng cu Michael này nó đồng ý thôi. Mà giờ này mùa hè nó hay bị da mồ hôi. Đây. Thế đây. Chị có biết về rong nhẹ đi dầm chưa? Để em hỏi thằng cu nhà anh xem biết chưa? Biết chưa? Em có hai cái thí nghiệm nha nhỏ về công nghệ Aerosol. Thì đầu tiên thì em sẽ xịt vào hai chất vải cotton và Aerosol một lượng nước như nhau. Thì cái Aerosol chúng ta cùng chờ xem là loại vải nào sẽ làm khô nhanh hơn. Thì trong khi thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ quay sang cái thí nghiệm thứ hai. Thì thí nghiệm thứ hai này em sẽ cho vào ba chất vải lụa, cotton và Aerosol một lượng cát như nhau. Như anh chị có thấy thì cái Aerosol của chúng ta có độ mềm mịn, nó sẽ ngang với lụa và với giá thành của mình thì thấp hơn. Giống da em bé sờ thử. Dạ. Và nó sẽ không bí như là vải lụa, mà nó sẽ rất là mát và nó làm mềm mịn mình, rất là mịn trên da khi mà mình mặc vào chị. Thì và giải bị và với vải cotton ấy thì cái sợi vải của nó to hơn rất là nhiều, cho nên là nó sẽ giữ lại bụi, và khi mà mình mùa hè mình đổ mồ hôi ấy thì cái mồ hôi của mình cùng với bụi nó sẽ ra cảm giác bết dính và nó bí, nó khó chịu. Thì Aerosol của mình thì vừa nó mềm mịn mà nó sờ trên da cảm giác rất là thích ý. Thì mình sẽ và nó thoáng hơi rất là nhanh, cho nên là nó sẽ không ra cảm giác bí như là cốt đông. Hôm nay ông Quang đi bóng đá ấy. Thì quay trở lại cái thí nghiệm đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là mặt sẽ cái Aerosol của mình nó sẽ thoáng hết mồ. Cái máy này nó khô nhanh hơn. Dạ. Cái cotton vốn là loại vải nó khá là giữ nước, sự lệ nó thấm vào, không thoát hơi ra như cái em trời, sợ vải nó bé, nó thoát hơi rất là nhiều. Cái dòng sản phẩm này của bên em có các loại trong các loại đồ lót đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tụi em ứng dụng khá là nhiều trên cái sản phẩm của Uniqlo, đặc biệt là quần lót nam và nữ. Đấy. Đều quần lót nam. Mua cái đấy. Ở trong và tụi em có ứng dụng lên áo chống nắng. Bán khá là chạy. Thì áo chống nắng kinh kìa, xin đi Quỳnh, xin đi, xin chồng mua đi. Dạ, chúc anh chị mua sắm vui vẻ. Cảm ơn. Cô biết đây là áo nào được? Áo này hả? Áo Vinh Hoàng Vinh. Áo tát tròn. Áo này là áo nam, mặc ở bên trong, áo lót ở bên trong. Mặc sẽ thấm mồ hôi này này. Nó sẽ không có đường viền. Còn lại. Nó thoáng khí nữa mà nó mặc bó cho người ấy. Thế rất là thoải mái. Rồi bên nam thì tụi em chuyên về cái khả năng thấm hút của nó nhiều hơn. Thì tụi em dòng nam em có 3 dòng là dòng cotton. Thì dòng cotton mình có thể mặc như áo bình thường, cũng không nhất thiết phải mặc lót. Không nhất thiết phải là mặc lót. Thì em có dòng cotton, là dòng này là dòng mới. Thứ hai là em có vải jersey là Aerosol nguyên bản luôn. Đây là mình mặc lót ở bên trong nó sẽ thoáng. Kiếp cái này mịn dã mà. Cái này mịn nhờ. Mình sờ rất là mát. Mickey sờ cho em mát hơn mịn không? Ờ. Bên trong áo sơ mi mình sẽ không để lại cái dấu, đúng là dấu mồ hôi là mồ hôi ngay dấu vào và cái dấu áo, chứ hết là mình mặc hai áo sẽ không bị dài à. Mặc như không mặc, mặc như không mặc, cái đấy mình dành cho chị em. Nó là chất đấy nhưng mà nó ở bên trong. Nói chung là nói chào với các bạn nhé, đàn ông con trai mình mà mỗi khi mua đồ chỉ thế là xong, còn các chị em nhé. Nó có size này không nhở? Sau khi chọn size xong, nó có cái màu này không nhở? Cái dáng này mặc với cái gì nhở? Mua cái áo này thì phải mua trên cái quần này nhở? Mua quần này thì nên mặc quần lót này. Đấy, các bạn nhìn xem, chọn đồ cực kỳ mất thời gian luôn. Sau khi con thì đòi bú.
cười ngáo à. Bú tạm bố này xong bú bố bú mẹ thế là đều đúng không? Ngáo à. Ê Quang, vợ mày thử cái áo chống nắng này. Vợ cầm tiền à? Ừ. Người đàn ông mẫu mực. Bảo sao hôm trước các bạn đến sang nhà mình để mà uống bia, mình phải gọi điện xin vợ. Thế là vợ nó dặn là nếu 11 giờ chưa về thì ngủ ngoài luôn đi. 11 giờ kém 10 gọi Grab về lao như một con chó luôn, sợ. Thế nên sợ vợ quá cả đấy. Đừng lấy vợ nữa. Đồng dã mà. Đồng thế. Ủa nhìn xếp hàng dã man, xếp hàng đã tít đầu kia. Ôi ôi. Nếu các bạn bảo sau này mà có con mà con đang ngủ thì tranh thủ làm cái gì, xem TikTok chứ làm. Cái chất này vừa mặc vào ấy, nó nhẹ hết rồi. Mặc kiểu cảm thấy nó bị dính vào người ấy. Mặc này vào phát là nó dính luôn, nó giống vô một kê khó chịu. Chồng đại gia. Mua không cần xem giá. Đọc tìm quá, mua không xem giá. Ở nhà cậu có cái chất lúc nãy toàn không, thì cũng mua chất này, gió gió này cậu có thể mặc đi. Quang ơi, cái này 700 kìa. 799, mày lại nhầm. Cái này là 800. Đúng là cái thằng trả tiền khác vậy, nó biết ngay là 799. Cái này em mua hai cái này á. Mặt bắt đầu biến sắc. Cái gì em mua hai cái 799 á? Vừa ra nói chuyện em là 6 cũ, không được đúng không ạ? Nào, thanh toán đi thôi, không muộn. Không, thả không mua. Không mua gì đâu, cứ đi về thôi. Thôi nhỉ, đi. Hai bạn này đâu mua gì, đi cả buổi chả mua được cái gì. Đã mà thời gian dã man, tôi đi về đi. Đây, chào các bạn, thấy là mình đã shopping xong một đống đồ của Arisen. Đấy, mình mua từ đồ trẻ em, người lớn, đồ chống nắng cho đến đồ body cho trẻ em bằng thẻ nhờ thẻ của mình. Người ta bảo là chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi các bạn. Thứ nhất là hôm nay anh hỏi tầm một câu, anh có mua gì cho anh không? Các bạn thấy không ạ? Mua rồi, anh có một chiếc áo Arisen với màu vàng rồi, mua từ trước rồi. Và trả bằng tiền của tôi. Thế hôm nay, buổi shopping hôm nay của hai chị này trả bằng tiền của ai ạ? Từ công ty cho đến ra ngoài đời. Và như vậy hôm nay là một ngày tập làm bố của mình, nhìn chung là nó rất là thành công. Các bạn sẽ nhìn thấy combo khi mà các bạn có vợ có con là nó sẽ như thế này. Nguyên si thế. Và ngày cuối tuần đi mua sắm, tay thì là xách đồ, con thì là điệu. Thằng con thì trông tội thương không chịu được bởi vì mẹ nó không cho bú, bố nó không được bú luôn. Đấy. Các bạn cảm thấy video ích đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho bạn bè. Và cũng như là hãy cho bọn mình biết là tên con mình sau này đặt là gì. Bố nó là họ Trần nhá các bạn. Mệnh Kim, hẹn gặp lại bạn các video lần sau.